phân biệt kinh 3 và kinh 5, đâu là kinh 3 còn đâu là kinh 5 các anh chị? Các anh chị nào phân biệt được giữa hai mặt hoa này không ạ? À, phía trên đây là dòng hoa kinh 3 nè. Các anh chị mình thấy cái khuôn hoa của nó sẽ cánh nó sẽ không có quá dài ha. Nhất là phần cái đài hoa. Mình thấy nó có sự cân đối và ấn tượng nhất là cái lưỡi hoa. Lưỡi hoa của cây kinh 3 thì mình thấy cái lưỡi của nó sẽ là lưỡi vân, hơi hướng nó giống như là Urawang một chút xíu ha. À, lưỡi vân rất là đẹp. Còn đây chính là kinh 5. À, kinh 5 hay còn gọi là gà mổ các anh chị. Thì cái khuôn hoa của nó mình thấy cái phơm cánh nó sẽ to bự hơn rất là nhiều. Đặc biệt là hai cái tay của nó rất là dài ha. À, và nó có hơi hướng nó ngã về phía sau. Và ấn tượng nhất của kinh 5 là gì nữa mọi người? Về cái lưỡi hoa. Lưỡi của nó sẽ là lưỡi trắng. Ở trên lưỡi nó chỉ có những cái đường chỉ hồng hồng như thế này thôi. À, mình thấy cái mũi ở phía trong nè, nó sẽ là một cái chấm vàng rất là đậm. Và kinh 5 nó còn nổi bật một điểm nữa, đó chính là hoa rất là thơm. Trong khi họ hàng nhà kinh 3, kinh hữu mang hoặc là kinh hóc môn thì những dòng đó là hoa không thơm ha. Riêng cái anh kinh 5 này là hoa cực kỳ thơm nha anh chị nha. Và hôm nay kinh 5 á, đây anh chị mình thấy em nguyên một cái luống hoa kinh 5 đang trong cái độ mà khoe sắc các anh chị ha, đang mang những cái vòi nụ rất rất là đẹp như thế này. À, kinh 5 á, thì trước đây em cũng có giới thiệu cho các anh chị mình một đôi lần rồi. Nhưng mà lúc đó cây là cây tơ các anh chị, cây rất là tơ luôn, nó chưa có vòi. Nhưng đợt này nè mình thấy không, cây cao to khỏe, chỉ sau là 2 tháng thôi. 2 tháng em trở lại ở cái lô hàng này thì mình thấy cây vô cùng to đẹp luôn. Đây toàn bộ đều là những cây tơ và đang mang những cái lứa nụ đầu tiên nè các anh chị nè. À, có cây rất là lùm, có cây thì nó sẽ cao ha. Cây lùm thì nó sẽ tầm khoảng 1,5 gang tay của em thôi. Còn cây cao á, thì nó sẽ dao động tầm khoảng 2 gang tay ha, hoặc nhỉnh hơn một chút xíu. Nhưng tất cả đều mang vòi nụ. Nếu như anh chị nào đang yêu thích cái mặt hoa kinh 5 như em vừa giới thiệu nè, một dòng hoa thơm, cánh xoắn, màu sắc lại tươi tắn nữa, thì mình có thể mình chọn cái combo này các anh chị ha. 3 cây kinh 5 hàng đang nhú vòi chỉ có 189.000 thôi. Và với những cây này mình thấy nó bụi lùm như thế này, các anh chị về có thể ra cho nó một chậu 12 thành một cái chậu thiết kế mang giá trị rất là cao. Còn nếu như mà anh chị nào yêu thích cái mặt hoa kinh 3 thì mình có thể lựa chọn combo kinh 3 ha. Cũng với mức giá là 3 chậu 189.000 cũng được 3 tiếng vận chuyển. Hoặc là anh chị mình có thể chọn 2 cây trong cái dòng này, miễn đủ combo 3 chậu thì em vẫn bao phí vận chuyển cho các anh chị mình như thường.